khủng hoảng năng lượng toàn cầu, biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu đã tạo nên nhận thức về giá trị của môi trường và ý thức về tính bền vững. Song hành theo mục tiêu của Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Du lịch xanh, du lịch bền vững, giải pháp phát triển bền vững thực sự cần thiết là định hướng lâu dài cho du lịch Khánh Hòa trong điều kiện đầy biến động của môi trường. Làm thế nào, giải pháp nào để hiện thực hóa? Các chuyên gia, nhà khoa học, hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư và kinh nghiệm của các địa phương sẽ cùng nhau định hướng để tháo gỡ hiện trạng du lịch Khánh Hòa trong diễn đàn chính sách địa phương chuyên đề phát triển du lịch xanh và bền vững. Lần đầu tiên trong năm 2024, vào ngày 26 tháng 4, tại khách sạn Mường Thanh Luxury Nha Trang, diễn đàn với quy mô cấp tỉnh được tổ chức theo hình thức trực tiếp, nơi quy tụ những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu du lịch tại Việt Nam, nơi trao đổi, thảo luận của hơn 150 đại biểu, mở đường tăng trưởng, vẽn màn tương lai. Với 9 nội dung tham luận, một phiên thảo luận trên hành trình hợp lực trí tuệ, tìm kiếm xây dựng các sản phẩm du lịch đa dạng, đặc trưng, phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững, khai phá hiệu suất, bổ sung các luận cứ khoa học và thực tiễn hoặc đề xuất kiến nghị để thúc đẩy phát triển du lịch xanh và bền vững. Hãy cùng chúng tôi giải mã chìa khóa của tương lai, phát triển du lịch xanh và bền vững.